chào đón quý vị đến với chương trình Khi Danh Hài Hát. Mong là quý vị nè có những hỷ nộ ái ố nào trong cuộc đời muốn chia sẻ với tụi em cũng sẽ sẵn sàng ngồi đây để chia sẻ cùng với quý vị. Cái ngày Tết mà quây quần gia đình với nhau, cái sự đầm ấm với nhau của nó rất là quan trọng. Tết là Tết, con cho ông bà quây quần bên nhau. Hỏi hoài tâm thử nha. Dạ. Bao giờ lấy chồng? Gì vậy? Chúng tôi có thể hát không hay, nhưng chúng tôi có thể hát đem lại cho quý vị cái năng lượng tích cực, hát cho vui quá cũng được, đúng không cả nhà? Em muốn ước một lần về với miền Tây để coi về quê miền Tây ăn Tết như thế nào. Tự xưng chúc mừng của ba năm phước lộc an hòa. Đọc bao đây thì bán Tết phần màn năm cũ đã qua. Cực lắm biết không? Rồi người ta đợi tới ngày 30 á, người ta ra người ta trả rẻ. Trời đất ơi, tội nghiệp người nông dân không? Mình chỉ hy vọng là Tết năm nay tất cả các gia đình đều được ăn Tết đoàn viên thật là hạnh phúc, thật là vui vẻ. Chương trình Khi Danh Hài Hát chân thành cảm ơn quý vị khán giả. Và bây giờ nghệ sĩ Minh Nhí, nghệ sĩ Việt Hương, nghệ sĩ Hoài Tâm xin chúc mừng năm mới.